Vui quá mấy má ơi. Vui quá. Ông trời mưa giông tố quá trời. Chắc ông tờ ông trời ông đang lo cho bong bóng bang bang. Ông lo cho bộ Tam Sơn với cái bọn quay xe đang thất bại với Ni chuẩn bị gặp cơn bão tố gì. Mà ông trời mưa quá trời mưa luôn. Trong lòng tôi cũng trời ơi nó hân hoan giống như ngày mai lấy chồng với mấy mẹ vui gì đâu á trời ơi. Ni thoát nạn rồi, dám ăn hiếp Ni tao ha. Dám ăn hiếp Ni tao ha. Dám ăn hiếp má tư của tao ha, ăn hiếp em tao không lo ha, tới số tụi bay là tới số rồi. Nói rồi cậu không bao giờ bỏ mặc Ni đâu, cậu là lúc nào cũng theo Ni. Có lần út nằm chim bao thấy là cậu đi qua Mã Lai luôn cái nhà, mà út nói sợ nói ra cả nhà nó nói dốc không dám nói. Bây giờ chị nó xong rồi mới dám nói, trời quỷ thần ơi nó vui vui ơi vui là vui, đi uống nước dừa thôi mấy người ơi. Trời ơi một người thoát nạn quá trời người mừng, còn người thoát nạn biết bao nhiêu người chửi rủa còn yêu cầu xem xét lại nó. Thánh thần ơi vô rồi cái con tiền nổ nó trốn rồi, hai vợ chồng con tiền nổ trốn mất dạng rồi, đá trong quần luôn. Bữa hổm thì khỉ mũi lấy cái quần nhỏ quần xịp á chùi luôn mũi, chùi luôn mũi, bữa nay là hết dám chùi luôn rồi, bữa nay không còn dám chùi nữa mà trốn mất dạng luôn rồi, hai vợ chồng trốn luôn. Vừa đá trong quần vừa quỳ lại đi tha thứ mà còn trốn mất dạng, không dám lú cái mặt trường cái đi tiền nổ. Trường cái đi tiền nổ rồi một con vô ơn rồi một con phản phúc, mà người ta cứu mình mà mình không trả ơn, mà lấy ơn mình lấy cái quán mình báo ơn cho người ta thì số phận mình tự biết nha. Tiền nổ cái này là tự mình chuốc họa vô thân, chứ không ai đem họa cho mình mà tự mình đi kiếm họa. Tự mình kết nối với thám tử, từ ngày mà tiền nổ kết nối với thám tử là bắt đầu họa đến từ đó, tại vì hà thám tử nó đi tới đâu là họa tới đó. Cái bản chất con người nó là vậy, bản chất con người nó là giống như là con của ma dương là lên hại đời hại người đó, nên kết nối. Tôi thấy tiền nổ mà nó kết với thám tử là phải xong xong rồi, thêm kết với cha luật sư cạp mu nữa, cạp dụng cái răng luôn. Luật sư mà đổi thông tin thân chủ của mình đi lấy will đi lấy mu, còn một đứa thì đổi cái mu lấy will để kiếm tiền YouTube ăn. Thì cả nhà biết những người nào mà kết hợp với những người này thì có kết cục tốt đẹp không? Ham trời ơi, tiền nổ điện thoại cho thám tử. Thám tử ơi thám tử, tút tút tút, thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được, xin quý khách vui lần điện lợi lần sau. Đời nó vậy đó, thám tử với tam sơn với luật sư khờ nó vậy đó. Hô hào kết hợp để mà hợp tác với hại người ta, mà khi có sự cố là bài cũ bổn cũ soạn lại, tắt bài xóa bài tắt máy không bắt máy. Trời ơi đây là chiêu thức cũ mà chứ đâu phải là mới đâu. Tại tiền nổ nó ngu si đần độn, cái nghiệp mà vô ơn phản phúc khiến cho nó gặp mà thằng thám tử để nó trả nghiệp, để nó bây giờ trốn chui trốn nhủi như một con cờ hó. Đã điện thám tử nè, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy và xóa bài hết rồi, xin quý khách đừng điện nữa, có điện cũng chẳng được đâu. Tiền nổ điện là chửi quá chửi luôn, chửi thám tử không còn gì hết, chửi ủ ẹ ủ á. Tại sao mày kêu tao hại nó, bây giờ Ni thoát tội mày phá máy. Nó nghe nè, tại bản chất mình muốn hại Ni, bản chất mình ác, bản chất mình vô ơn, chứ gọi như tôi là ai kêu tôi hại Ni, có tôi hại không? Tại bản chất mình muốn hại sẵn rồi, giờ có người vũ cái mình làm theo, chứ đừng đổ thừa thám tử vũ mình. Nếu mà tôi không muốn hại Ni, 10-100 thám tử cũng không được kêu tôi hại Ni được, đúng không? Tại bản chất tiền nổ là nó ghìm Ni rồi, nó lấy cái quán nó báo ơn đi giúp nó mà nó đi hại đi. Thì bây giờ này tự chịu đi con, hai chồng trốn đi, với cái cuộc sống đi ở Mã Lai, với cái địa vị đi ở Mã Lai thì con tiền nổ sẽ khó sống những ngày gần đây rồi. Tè 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 làm chàng kèn tiễn nó về cõi nhớ. Đã con già mặt trời, tiền nổ nó khai ra con mụ già mặt trời, già mặt trời mù là người lập ra mưu kế này. Luật sư khờ Nguyễn Đăng Vlog nhận nhiệm vụ đi qua bển gặp con tiền nổ này đó để làm việc, còn thám tử nhiệm vụ là đi thỏa thuận tiền với bé ve bóng bóng lang bang hỗ trợ tiền. Luật sư khờ Nguyễn Đăng Vlog đi lại và tiền giống như một ngày làm bao nhiêu là trả, rồi hứa là sau này nếu mà Ni bị ủ tờ thiệt
là sẽ thưởng cho luật sư Khờ và Nguyễn Đăng Nguyên Lắc một số tiền rất là lớn. Nhưng mà giờ là số tiền thưởng là không có rồi. Tiền thưởng không có mà sắp tới sống phải sống nơm nớp lo sợ, không biết ngày nào mình bị dính thêm án nữa. Bóng bóng bang bang vừa thoát cái án hình sự vô cái vụ mà sổ quốc ca, và bây giờ lại vướng vô một cái án cho người đi hại đi. Nếu mà con tiền nổi nó khai ra từng người lộ ra thì bóng bóng bang bang tiếp tục gặp nạn nữa. Đó tôi nói vậy đó. Phước bốc và bắt trùng lai mà quả vô ăn chuối. Đó nó vậy đó. Nó vậy đó cả nhà. Thấy ghê chưa? Thấy ghê chưa? Tụi nó là có sắp xếp chủ mưu hết rồi. Có sắp xếp hết trơn cả nhà. Tiền nổ là nhận nhiệm vụ là liên lạc với những người bên Mã Lai đúng không? Nguyễn Đăng Vlog và luật sư Khờ nhận nhiệm vụ qua bển đưa tiền cho tiền nổ. Con mẹ bà trời mù là sắp xếp mưu kế làm thế nào. Còn thám tử là đi gặp nghe để thỏa thuận tiền. Bao nhiêu tiền. Đó, thấy ghê chưa? Đây là vi phạm của tổ chức luôn. Có tổ chức luôn. Hại đi có tổ chức luôn chứ mà bình thường. Nếu mà con tiền nổ mà nó khai ra một cái ha, là bọn này đi chứ không phải giỡn đâu. Ni đã trở lại, một khi Ni trở lại thì tụi nó phải đền tội từng đứa hết. Tôi nói rồi, đừng có hại người tốt. Trước khi mình hại ai á, mình coi cái phước của mình và cái phước người ta ai dày hơn. Nếu người ta mỏng hơn mình á thì mình hại người ta, còn người ta dày hơn mình á thì mình đừng làm ơn hại người ta. Mà có thấy trong từ cái drama một năm mấy nay có ai hại Ni Hồng Loan mà con người nó bình yên không? Con người nó không bị cái gì không? Ai mà hại Ni Hồng Loan đều tơ tả tơ bầm dập te tu hết trong một năm mấy nay. Vậy mà cắm đầu vô hại tiếp. Thám tử chuyến này mày ngon là thám tử à, cái đơn ở dưới Hậu Giang còn chưa xử xong, bây giờ thêm cái này nữa ngon rồi. Đợi chị Hàng về giọng cho bốn lá đơn nữa mày đi ra vũ trụ, đi ra cung trăng ở mãi nha thám tử. Trời ơi, chuyện này thám tử tử thiệt rồi. Ni nói là đền tội cho tao đó. Hồ Tiền là đi kêu là Ni nhắn gửi Hồ Tiền là chuẩn bị tiếp chiến với Ni, chuẩn bị củi lửa, chuẩn bị gạo nếp mà sống suốt cuộc đời trong căn nhà, đừng bao giờ bước chân ra khỏi nhà. Nếu không thôi là mệt mỏi Ni với chỗ đứng xã hội của Ni bên Mã Lai và tiếng tâm của Ni và cái nết của Ni, thì cả nhà liệu những ngày sắp tới tiền nổ nó sống thế nào cả nhà? Nó trốn như một con cờ hó luôn. Con tiền nổ với con mà tiết bông á, sắp tới tụi bay khỏe lắm. Tụi bay hồi với thám tử bên đây nó đâu có sợ đâu. Còn tụi bay ở bên nước Mã Lai á, đất nước mà rất lộn xộn những đời mà an ninh á, tụi bay ở bển này liệu thần hồn thần xác, liệu cơm gắp mắm đa những ngày sắp tới. Ni ta mà ra rồi á, là tụi bay tới công chuyện tàn canh xương gió lạnh, tàn canh xương gió mạnh là gió lạnh đó, tàn canh cuộc đời đó. Cuộc đời từ nay là trốn chu trốn nhủi, sống vui vẻ. Chị em ở bên xứ người không biết yêu thương nhau để bảo vệ nhau mà sống, mà lo để tìm mọi cách để hại người ta. Thì mày thấy cái cảnh đó, thấy cảnh giờ điện cái mặt trời mù đi, điện luật sư Khờ với Nguyễn Đăng Nguyên Lắc qua cứu đi, thử coi có qua không. Điện chị bông bông đê le với anh nghệ sĩ ưu tú bơm tiền để xài đi, điện thám tử coi bắt máy hay không. Tôi nói rồi, những cái tụi này là toàn là hàng không cả nhà, toàn là hàng không à. Khi mà có chuyện có đồ á thì hùa nhau hại người ta, khi mà gặp chuyện là trốn sạch, xóa sạch, cúp điện thoại sạch, chối sạch luôn đó. Đó là cách chơi của những đứa quay xe đó, đó là cách chơi của mấy đứa quay xe, cách chơi của mấy đứa mà bán lương tâm cho quỷ dữ. Còn Ni ở bên đây, Ni bị gì anh em chị em vẫn yêu thương Ni như ngày nào, không có một chút lay động, không có một chút suy nghĩ ở quay xe quay cổ, không có đó. Như vậy mới là chính nghĩa, như vậy mới là chơi, chứ chơi mà cái kiểu mà có thì ăn, còn thua thì chạy trốn, thua thì phá điện thoại, thua thì xóa máy đó. Ngon kỳ này ngon này, kỳ này uống nước dừa hơi nhiều, uống cái đỏng máu luôn quá. Trời ơi, trốn ở đâu tiền nổ, trốn ở đâu đàn em cũng đi vậy, đầy dãy bên Mã Lai, trốn đường nào hả? Mình hại đi tao hả? Trời, đâu có hại được. Ni giúp đời giúp người nhiều lắm, công đức của Ni vô biên vô lượng, không hại được đâu. Mình muốn hại người ta thì giờ cái bản mặt mình nha tiền nổ, lượng sức mình nha, chơi nha, chuẩn bị đón tiếp Ni nha tiền nổ. Sóng gió bắt đầu từ đây, hãy điện cho anh thám tử đi. Cô anh thám tử có bắt máy cứu không tiền nổ? Trời mưa quá trời mưa luôn,
làm gì ông chờ, ông đang sợ cho cái bầy quay xe với lại cái bọn mà tàn quân á, nhà dưới bóng bông nó mưa quá trời mưa. Ủa, nhà nghe mưa không? Mưa ầm ầm đùng đùng luôn. Trời ơi vui. Vui ơi quá xa là vui ngày ấy ta đến rồi trời. Vui quá trời ngày, vui quá trời ơi.